Trong chương trình thì mình có chữ nguy và chữ cơ, thì Thi Vân sẽ bắt đầu bằng chữ nguy. Có thể nói là ngành xây dựng đã đối diện với một cái khủng hoảng khác, không những là không có nhiều việc mà còn không có nhiều tiền, là vì không có được thanh toán đúng hạn. Cơ nó nằm ở đâu ạ? Cái cạnh tranh mà xây dựng Việt Nam có thể nói là ưu thế hiện nay, đó là cạnh tranh về giá nhân công. Nhưng lợi thế đó chỉ là nhất thời. Anh em biết là anh rất là tâm huyết với việc là đương nhiên chúng ta phải bước ra thế giới và chúng ta phải cạnh tranh được trên trường quốc tế. Đó là một thị trường có quy mô gấp 800 lần thị trường trong nước, 12.000 tỷ đô la. Chúng ta cần phải xây dựng một khu vực sinh thái đủ các ngành nghề vừa trực tiếp vừa gián tiếp phục vụ cho công nghiệp xây dựng. Và Phi Vân rất là hào hứng vì nghe được những cơ hội đó, đặc biệt là đưa cả một cái chuỗi giá trị của ngành bước ra thế giới. Thì để làm được điều đó thì đương nhiên chúng ta sẽ phải có những cái sự chuẩn bị và những kế hoạch hành động ngay lập tức. Cái mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh của xây dựng Việt Nam trong tương lai bằng cách khai thác những thành tựu của nhiều ngành nghề có liên quan. Chúng ta thề cùng nhau sông pha quyết ra khơi vì yêu quê ta, quyết ra khơi vì yêu thế giới, quyết ra khơi, quyết ra khơi, quyết ra khơi vì nhiều đường đi mới. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với mùa 2 của chương trình Nguy cơ. Mặc dù là giữa đại dịch nhưng mà chương trình và ekip vẫn rất là cố gắng để đem đến cho tất cả quý vị những cái thông tin hữu ích nhất, giúp cho quý vị có thể tiếp tục kinh doanh cũng như là bước đi trên cái hành trình đi về phía tương lai của mình. Thì trong mùa này thì các bạn cũng thấy là chúng ta đang giãn cách xã hội, cho nên là chúng ta sẽ ghi hình online. Phi Vân rất mong là điều đó không ảnh hưởng đến chất lượng của chương trình cũng như là sự theo dõi và yêu quý của quý vị. Hôm nay thì chương trình sẽ quay trở lại với một cái góc nhìn rất là khác, một cái ngành nghề mà chúng ta chưa hề chạm đến trong chương trình Nguy cơ từ trước đến nay, đó là ngành xây dựng. Và hôm nay Phi Vân có ở trên mạng cùng với mình là một vị khách mời của một tập đoàn xây dựng đứng hàng đầu tại Việt Nam, là tập đoàn Hòa Bình. Xin mời tất cả mọi người gặp gỡ ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn xây dựng Hòa Bình. Phi Vân xin chào anh Hải ạ. Xin chào Phi Vân, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất là vui được anh ghé thăm chương trình. Thì trước khi mình sẽ vào chương trình để mà chia sẻ với tất cả mọi người về nguy cơ mà anh Hải nhìn thấy đối với lại cái ngành nghề của mình cũng như đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, thì xin phép cho Phi Vân được hỏi anh Hải một cái câu hỏi mở đầu mà Phi Vân hỏi tất cả mọi người tham gia chương trình. Đó là nếu như trừ và chia là nguy và cộng và nhân là cơ, thì không biết là anh sẽ chọn phép tính gì để bắt đầu đối với lại sự phát triển kinh doanh của mình? Trong cái tình hình hiện nay thì tôi xin chọn phép trừ và chia, vì rõ ràng là chúng ta đang đối diện với nguy cơ, nguy trước và chưa, cái cơ hội thì chưa đến. Ai cũng muốn là tiền hung hậu kiếp, và tôi xin chọn phép trừ và chia trước, và hy vọng là chúng ta sẽ có phép cộng và nhân trong tương lai không xa lắm. Anh đã chọn phép trừ và phép chia, thì Phi Vân sẽ chọn trong cái ô này là phép trừ câu hỏi để mình giao lưu với khán giả trước anh Hải ha. Vâng. Vâng, xin phép đọc câu hỏi thứ nhất. Nếu muốn được xóa sổ một vật hoặc một thứ trên thế giới thì theo anh đó sẽ là gì? Đó là chiến tranh. Yeah. À, lại là chiến tranh anh Hải ha. Tại vì nếu như những cái nỗ lực của chúng ta để đem đến hạnh phúc ấm no, đem đến sự phát triển bền vững, duy trì bảo vệ những cái gì là di sản của cha ông để lại, bảo vệ cái sự sống trên trái đất này, phát triển sự sống, phát triển bền vững, thì có chiến tranh thôi là hủy diệt hết. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Cho em được phép đọc câu hỏi số 2.
nếu được mời bất cứ một người nào ăn tối cùng thì đó là ai? Em rất hy vọng đó là em, nhưng mà chắc không phải. Tôi xin chọn được ăn tối với nhà lãnh đạo cao nhất, không phải của Việt Nam mà của thế giới. Tôi sẽ chia sẻ về cái hoài bão, về ý tưởng để có thể đem đến hòa bình cho nhân loại. Anh có thể chia sẻ trên sóng này cùng với tất cả mọi người không anh? Ý tưởng về ý tưởng đó. Đó là làm sao vận động để Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết chấp nhận đưa môn giáo dục công dân toàn cầu đến tất cả các quốc gia. Không phải chỉ dành cho trẻ em mà dành cho tất cả các lứa tuổi đều cần phải học cái môn giáo dục công dân toàn cầu. Và môn học này sẽ dạy cho tất cả nhận thức được tình trạng của quê hương ta là cái trái đất này nó như thế nào, và chúng ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ gì với nó, làm gì để bảo vệ được cái trái đất, cái quê hương của mình. Trong chương trình thì mình có chữ nguy và chữ cơ, thì Phi Vân sẽ bắt đầu bằng chữ nguy. Và Phi Vân muốn hỏi anh Hải là như vậy thì qua cái thời gian đại dịch vừa rồi thì ngành xây dựng nói chung và tập đoàn Hòa Bình nói riêng đã gặp những cái thử thách gì, và anh Hải đã có những cái giải pháp như thế nào để giữ vững cho sự phát triển của Hòa Bình cho đến ngày hôm nay? Ngành xây dựng thực ra đã đối diện với khủng hoảng cuối năm 2017 cho đến nay. Không có nhiều dự án bất động sản mới được cấp phép do cái yêu cầu về pháp lý được kiểm soát rất chặt chẽ. Và vì vậy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng. Trong khi các năm trước đó, đó thì ngành xây dựng phát triển rất là nhanh chóng. Đến năm 2017 có thể nói là đã kết thúc cái thời kỳ các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài chiếm thị trường xây dựng Việt Nam ở những dự án quy mô lớn. Chúng ta đã chiếm gần hết thị phần, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Lẽ ra thì chúng ta phải phát triển xây dựng ra nước ngoài, vì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp xây dựng tư nhân trong nước rất nhanh, khoảng 20% đến 30%, trong khi đầu tư thì bình quân là 10%. Nhưng những năm vừa qua thì đầu tư không tăng mà thậm chí trong lĩnh vực bất động sản là giảm. Vì vậy mà có một cái tình trạng khủng hoảng thừa về cung và cầu trong xây dựng và dân dụng nói riêng và nói chung là ngành xây dựng. Đặc biệt đến năm 2020 thì phát sinh đại dịch COVID-19. Năm đó hầu hết những công trình bất động sản du lịch là tạm ngưng, và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và đầu tư bất động sản du lịch đều khó khăn. Do đó là không những là không có nhiều việc mà còn không có nhiều tiền, là vì không có được thanh toán đúng hạn. Và như vậy có thể nói là ngành xây dựng đã đối diện với một cái khủng hoảng khác. Và vì vậy mà năm 2020, Hòa Bình đã phải rất là chật vật để vượt qua cái khủng hoảng. Phi Vân có đọc báo cáo tài chính của tập đoàn đã đăng tải trên Internet đó anh Hải. Thì Phi Vân thấy là mình vẫn giữ vững được doanh thu và mình vẫn có lợi nhuận. Cho dù là mình phải trải qua những cái khó khăn như vừa rồi, thì cái gì nó đã làm cho Hòa Bình đạt được cái thành tích như vậy ạ? May mắn là Hòa Bình đã có một văn hóa doanh nghiệp rất là vững vàng. Có thể nói là cái nền chắc thì tất cả nhà dù có dông ba bão tố thì nó vẫn có thể đứng được. Thì cái nền đó là cái văn hóa doanh nghiệp. Tất cả những nguồn lực khác, hệ thống quản lý, công nghệ, kỹ thuật, máy móc, thiết bị, tài chính có thể là hôm nay thế này, ngày mai thế khác, nhưng văn hóa là sắc thái riêng, bản sắc riêng của doanh nghiệp cần phải được duy trì
và phát huy ngày càng tốt đẹp hơn. Đối với hòa bình, giá trị cốt lõi đòi hỏi sự toàn diện. Như là bảy sắc cầu vồng tạo nên ánh sáng trắng. Nếu chỉ thiếu một sắc, một cái màu sắc nào đó thì sẽ không có ánh sáng trắng. Và ánh sáng trắng này như là sự tỏa sáng của doanh nghiệp. Ngoài cái văn hóa nó rất là nền tảng và vững vàng như vậy, và em chắc chắn là với cái văn hóa đó thì hòa bình sẽ còn phát triển rất là bền vững trong tương lai. Thì ngoài ra thì có những cái chiến lược gì khác để giúp cho hòa bình vượt qua cơn khủng hoảng hay không anh? Đúng là tuy là có những cái chia sẻ như thế nhưng vẫn chưa đảm bảo tài chính để hòa bình thực hiện cái mục tiêu chiến lược của mình, đó là phát triển thị trường của hòa bình ra nước ngoài và đi tiên phong trong việc phát triển công nghiệp xây dựng Việt Nam ra nước ngoài. Những cái dự án bất động sản trong nước dù là có một chút hiệu quả nhưng không phục vụ cho cái mục tiêu chiến lược đó. Một mặt đó là hòa bình thực sự là cũng không mong muốn trở thành một cái đối thủ cạnh tranh với khách hàng của mình là những nhà đầu tư bất động sản. Mặt khác là cần thoái vốn ở những dự án bất động sản đó để tập trung nguồn lực tài chính cho phát triển thị trường xây dựng quốc tế. Cơ hội để xây dựng Việt Nam phát triển ra thị trường quốc tế là rất lớn. Đó là một thị trường có quy mô gấp 800 lần thị trường trong nước, 12.000 tỷ đô la. Trong khi thị trường trong nước thì giá trị gia tăng mỗi năm của ngành xây dựng chỉ có 16 tỷ đô la. Chính vì cái quy mô quá nhỏ mà hòa bình không thể duy trì tốc độ tăng trưởng như 30 năm đầu, cứ 5 năm tăng 5 lần. Đến năm 2018, doanh thu hòa bình là 18.300 tỷ, tương đương 800 triệu đô la. Nếu như tốc độ 6 chu kỳ trước là cứ 5 năm tăng 5 lần, mà 2 chu kỳ tới thì doanh thu hòa bình phải lên đến 20 tỷ đô, thì vượt qua cái giá trị sản lượng của ngành xây dựng năm 2019 là 16 tỷ đô. Thì điều đó không thể thực hiện được, không thể xảy ra được. Và chính vì vậy mà hòa bình phải phát triển thị trường ra nước ngoài. Đó là con đường tất yếu để có thể vừa đáp ứng được cái tiềm năng phát triển của công ty, của doanh nghiệp, đồng thời đóng góp cho sự phát triển ngành xây dựng và đóng góp cho nền kinh tế quốc gia, đưa xây dựng trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. Điều đó có thể hiểu là mình sẽ tập trung vào cái ngành nghề chủ đạo của mình để mà làm cho cái ngành nghề đó và cái nền tảng đó nó vững vàng hơn, chuẩn bị cho cái tương lai phía trước. Cái cạnh tranh mà xây dựng Việt Nam có thể nói là ưu thế hiện nay, đó là cạnh tranh về giá nhân công. Giá nhân công ở đây không nhất thiết là chúng ta phải đưa nhân công ra nước ngoài đâu, mà chúng ta khai thác cái nguồn nhân lực ở trong nước phục vụ cho dự án ở nước ngoài, kể cả lao động tay chân và lao động trí óc. Và đó là lợi thế của xây dựng Việt Nam hiện nay. Về trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật chúng ta có phần kém hơn những cái nước đã có kinh nghiệm xuất khẩu xây dựng ra nước ngoài như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng lợi thế về chi phí, nhân lực và các chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ trong xây dựng là Việt Nam đang có lợi thế hiện nay. Nhưng lợi thế đó chỉ là nhất thời. Nếu mà chúng ta không lo xa, không có cái sự chuẩn bị để đối phó với cái tính kém cạnh tranh đi khi mà thu nhập của người lao động Việt Nam là không còn chênh lệch nhiều so với các nước khác, thì chúng ta lấy cái gì để cạnh tranh? Thực ra xây dựng là một cái ngành công nghiệp
có tính chất tổng hợp. Cái mục tiêu là nâng cao năng lực cạnh tranh của xây dựng Việt Nam trong tương lai bằng cách khai thác những thành tựu của nhiều ngành nghề có liên quan. Tôi hy vọng là khi mà chúng ta có được một cái môi trường tốt thì sẽ tạo nên sự cộng hưởng, sự giao thoa để những nguồn tri thức tích lũy và phối hợp kết hợp với nhau tạo nên những cái phát minh, những cái công nghệ hoàn toàn là mới và có thể chúng ta cạnh tranh được với thế giới không chỉ bằng chi phí nhân công thấp mà bằng trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ công nghệ cao. Thưa anh, em biết là anh rất là tâm huyết với việc là đương nhiên chúng ta phải bước ra thế giới và chúng ta phải cạnh tranh được trên trường quốc tế. Với những cái sự chuẩn bị của Hòa Bình trong thời gian vừa qua và trong suốt cái thời gian đại dịch vừa rồi, thì anh nhìn thấy những cơ hội gì mới cho ngành nghề và cho doanh nghiệp của mình trong cái thời gian tương lai sắp tới, đặc biệt là sau khi đại dịch đã gần như là sẽ được giảm bớt trong thời gian tương lai, thì cơ hội sẽ nằm ở đâu ạ? Cái sự chuyển biến sẽ rất nhanh khi mà đại dịch kết thúc. Chúng ta thấy rõ ở các nước khi mà chỉ trong 5-6 tháng họ đã chích vaccine cho 70-80% dân số và họ mở cửa. Và khi mà họ đã không còn áp dụng cái chế độ giãn cách xã hội nữa thì kinh tế phục hồi cực kỳ nhanh chóng. Trong đó đặc biệt là ngành du lịch là phát triển ngay lập tức. Đối với ngành xây dựng thì trong nước thì có làn sóng đầu tư về công nghiệp và đẩy mạnh đầu tư công của nhà nước để khôi phục kinh tế sau đại dịch. Các nước cũng đẩy mạnh đầu tư công để khôi phục kinh tế. Nhiều nước cũng áp dụng cái giải pháp đó. Như vậy, sau đại dịch, ngành xây dựng sẽ rất là hot, rất là nóng. Không phải chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Trong khi đó thì cái nguồn nhân lực mà phục vụ cho xây dựng ở nhiều nước, đặc biệt những nước phát triển, không có được bổ sung nhiều do thế hệ trẻ không ưa chuộng ngành xây dựng mà chọn những cái ngành cao cấp khác như là IT, quản trị kinh doanh, các cái ngành về công nghệ cao, nói chung là rất nhiều ngành khác. Và có một tình trạng là sản phẩm dịch vụ hàng hóa của Trung Quốc cũng không được có cảm tình để người ta sử dụng. Thì cái điều này giúp cho chúng ta có cơ hội để thâm nhập những thị trường mà trước đây về xây dựng là Trung Quốc chiếm ở trên thế giới. Chúng ta có thể thay thế một phần thôi chứ không cần phải thay thế nhiều. Vì họ làm rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể chúng ta chỉ cần thay thế họ ở cái phần xây dựng nhà ở thôi thì cũng là đủ rồi. Thứ hai là Hàn Quốc, Nhật Bản, trình độ họ rất cao nhưng chi phí của họ cũng rất cao, cũng rất khó cạnh tranh được với xây dựng Việt Nam. Nhưng mà dù trình độ cao đi nữa thì cái sản phẩm của họ cuối cùng cũng không có chênh lệch về chất lượng so với khả năng của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay nói chung và của Hòa Bình nói riêng. Vì Hòa Bình đã tiếp thu hầu như tất cả những cái công nghệ, kỹ thuật, phương pháp và tiêu chuẩn của quốc tế trong xây dựng ngay tại thị trường trong nước. Chúng ta đã nắm rất vững về các cái tiêu chuẩn đó và chúng ta làm các công trình, thậm chí khi mà so sánh chất lượng còn cao hơn những nhà thầu nước ngoài trước đây. Thì đó là cái lợi thế mà Hòa Bình có thể khai thác để thay thế nhà thầu Trung Quốc, nhà thầu Nhật Bản, nhà thầu Hàn Quốc ở thị trường quốc tế sau đại dịch. Thành ra là tôi cũng đã kêu gọi các hội viên Hiệp hội Xây dựng Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn ra nước ngoài. Chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái bao gồm tổng thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhà sản xuất vật liệu xây dựng, nhà cung cấp dịch vụ, thiết kế,
quản lý dự án, rồi cả các nhà đầu tư, nhà đầu tư về tài chính, nhà đầu tư về bất động sản, các công ty cung cấp dịch vụ liên quan khác như dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo hiểm, và các cái dịch vụ tư vấn khác về luật pháp, pháp lý vân vân, rất là nhiều. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ sinh thái đủ các ngành nghề vừa trực tiếp vừa gián tiếp phục vụ cho công nghiệp xây dựng, cần phải có cái sự hợp lực rất là hợp tác thật là chặt chẽ giữa các bên, và cần có sự hỗ trợ của nhà nước. Em thưa anh Hải là Phi Vân thấy có một thực tế là cái doanh nghiệp và tập đoàn lớn thì thường là vì con tàu nó quá lớn, cho nên là sẽ có vẻ như hơi chậm hơn trong việc là sử dụng đổi mới sáng tạo hoặc là công nghệ để trở thành một cái mục tiêu chiến lược để phát triển tập đoàn và doanh nghiệp của mình trong tương lai. Vậy thì từ góc nhìn của Hòa Bình thì tập đoàn Hòa Bình đang làm gì để có được cái văn hóa đổi mới sáng tạo cũng như những cái sự chuẩn bị về đổi mới sáng tạo cho tương lai của tập đoàn mình? Hòa Bình có được ngày hôm nay là nhờ ở tinh thần đổi mới. Sáng tạo vẫn có nhưng mà không bằng tinh thần đổi mới. Khi đầu tư dự án trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình, chúng tôi đã rất lúng túng khi triển khai, mặc dù mục tiêu chiến lược rất là rõ ràng, phục vụ cho cái gì. Và sau một quá trình khá nhiều năm tìm kiếm những chuyên gia trong ngành, thì rất may mắn là Hòa Bình đã gặp được một công ty có bề dày kinh nghiệm và hai chuyên gia rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đó là chị Trương Lý Hoàng Phi và anh Lê Trí Thông. Đây là một cái mảnh ghép rất là quan trọng mà Hòa Bình còn thiếu trong cái bức tranh của mình. Chúng ta không thể làm cái công việc này đơn độc được, mà chúng ta phải biết cách học hỏi, biết cách kế thừa những cái thành tựu về đổi mới sáng tạo của những cái viện nghiên cứu, những trung tâm nghiên cứu, những trung tâm đổi mới sáng tạo khác. Chúng ta cần phải có sự hợp tác quốc tế ở đây để trình độ chúng ta được nâng lên dần dần và chia sẻ những cái nghiên cứu của mình, chia sẻ những đề tài của mình cùng với các cái trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo khác trên thế giới. Cũng cần phải tập trung cái trí tuệ của người Việt Nam ở các nơi trên thế giới. Như vậy thì các trung tâm đổi mới sáng tạo mà Hòa Bình đang đầu tư vào, nó có phải là để tìm ra các cái startup và những cái giải pháp về công nghệ mà nó trực tiếp phục vụ cho ngành xây dựng, hay nó có thể là ở rất là nhiều ngành nghề khác nhau ạ? Thực ra xây dựng là một cái ngành công nghiệp có tính chất tổng hợp. Tôi nghĩ làm thế nào để xây dựng được một cái hệ sinh thái, trong đó cái ngành xây dựng là trung tâm, và những ngành khác vẫn có thể sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực của cái trung tâm này để làm công tác R&D, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Thưa anh, để có thể nắm bắt được những cơ hội như nãy giờ anh phân tích, và Phi Vân rất là hào hứng vì nghe được những cơ hội đó, đặc biệt là đưa cả một cái chuỗi giá trị của ngành bước ra thế giới, thì để làm được điều đó thì đương nhiên chúng ta sẽ phải có những cái sự chuẩn bị và những kế hoạch hành động ngay lập tức, ngay bây giờ. Thì nếu mà Phi Vân hỏi anh là trong 90 ngày tới, cái tập trung của anh, nếu mà ba cái gạch đầu dòng mà anh sẽ tập trung vào để giúp cho Hòa Bình bước tới và chuẩn bị sẵn sàng nắm bắt cơ hội này sau đại dịch, thì nó có thể là gì ạ? Cái thứ nhất á, là phải giải quyết tốt cái bài toán tài chính, trong đó vấn đề thoái vốn ở các dự án bất động sản là cần đẩy mạnh để giải quyết nguồn vốn bổ sung cho hoạt động cốt lõi, kinh doanh cốt lõi của Hòa Bình. Nhưng mà không phải chỉ có thoái vốn mà cả những giải pháp khác về tài chính để có đủ cái nguồn
nguồn tiền cho cái hoạt động, cho sự phát triển của tập đoàn. Cái thứ hai là củng cố tinh thần của anh em sau đại dịch và sẵn sàng để thực hiện cùng với ban lãnh đạo mục tiêu chiến lược đó, bao gồm cả công tác sắp xếp lại tổ chức, cơ cấu lại. Thứ ba là tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý theo định hướng chuyển đổi số, là chúng ta phải vận dụng của cách mạng công nghệ 4.0 hiệu quả hơn nữa. Đó sẽ là những cái bài học rất là cụ thể rõ ràng cho các doanh nghiệp đang nghe chương trình. Tôi đưa những cái nội dung đó thành ra những thông điệp được viết qua những ca khúc do tôi sáng tác. Wow! Phi Văn nghĩ là anh Hải nên chia sẻ với mọi người một ca khúc của mình đi anh Hải. Hát bài mới nhất do tôi sáng tác. Bài đó có tên là Trái đất này là quê hương ta. Chúng ta cần phải quan niệm chúng ta sinh ra trên trái đất này phải xem nó là cả trái đất này là quê hương mình, chứ không phải chỉ có mảnh đất hình chữ S này mới là quê hương ta. Dạ, trái đất này là quê hương ta. Thì vâng, mời anh Hải, chắc là anh Hải cần cái guitar đúng không ạ? À, tôi có đây. Sẽ là được hát bài mới nhất. Bài này thì cũng để kỷ niệm 30 năm của Hiệp hội Xây dựng Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chưa được tổ chức do đại dịch. Không ngày chi sông pha sát vai nhau cùng ra khơi xa, có lắm khi đường đi nhiều gian khó, nắm tay nhau vượt qua sóng gió. Chúng ta thề cùng nhau sông pha, quyết ra khơi quê ta, quyết ra khơi vì yêu thế giới, quyết ra khơi vì nhiều đường đi mới. Trái đất này là quê hương ta, thái dương này hỏi đâu hơn quê ta, cùng chung tay xây đắp quê hương, nhà nhà sinh đầy ắp yêu thương, đại dương kia đường ta đi tới, màu xanh kia ta tưới nơi nơi, bình minh lên cây lá thêm tươi, người người vui ấm thêm tiếng cười. Và anh Hải nhiều, và chắc chắn là tất cả quý vị khán giả đang rất là vui mừng được nghe bài hát của anh. Cảm ơn anh Hải rất nhiều với thông điệp rất là nhân văn, trái đất này là quê hương ta, và chúng ta sinh ra trên trái đất này thì chúng ta có nghĩa vụ và giúp cho trái đất này trở nên tươi đẹp hơn. Cảm ơn anh Hải rất nhiều đã tham gia chương trình Nguy cơ, và hẹn gặp anh trong những dịp sau. Vâng, xin cảm ơn chị Vân, cảm ơn tất cả các quý khán giả. Thưa các bạn, với thông điệp trái đất này là quê hương ta và với cái khát vọng sẽ mang được ngành nghề của Việt Nam, mang được doanh nghiệp Việt Nam, mang được con người Việt Nam tiến ra thế giới, không phải để chỉ chinh phục thế giới mà để cùng với tất cả mọi người xây dựng một hành tinh tốt đẹp hơn, một trái đất tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Phi Vân cũng xin kết lại chương trình ngày hôm nay với ba cái gạch đầu dòng mà vị khách mời của chúng ta đã để lại cho chương trình. Thứ nhất là trong mùa đại dịch này thì chúng ta nên có cái sự suy tính về mặt tài chính để chúng ta có thể tập trung đầu tư cho những cái vấn đề, những cái sản phẩm, những cái dịch vụ gì mà nó là cốt lõi của doanh nghiệp của mình. Thứ hai là chúng ta cần một cái kế hoạch hành động rất là cụ thể, rất là rõ ràng để triển khai cùng với các nhân sự, những chiến binh của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta sẽ phải có cái sự chuẩn bị rất là tốt
để mà chúng ta nắm bắt những cái cơ hội sắp tới khi mà đại dịch đã được chấm dứt và chúng ta sẽ bắt đầu mở cửa để giao thương và tiến ra thế giới. Phi Vân rất mong là các bạn đã có những cái giờ phút quý giá và những bài học quý giá cho cái sự phát triển của doanh nghiệp của mình cũng như là sự nghiệp của mình. Phi Vân xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Nguy cơ lần sau. Cùng Nguyễn Phi Vân trong talk show Nguy cơ phát sóng thứ năm hàng tuần trên vnexpress.net.